Sự cố 5 tuyển thủ bị phát hiện vi phạm chất cấm tại SEA Games 31 năm 2022 đã đặt Điền Kinh Việt Nam vào tình trạng khủng hoảng lực lượng. Trong số 5 vận động viên này, Hoàng Thị Ngọc và Vũ Thị Ngọc Hà đã quyết định giã từ sự nghiệp. Quách Thị Lan và Khuất Phương Anh vẫn chưa hết án phạt và khó khôi phục phong độ cao. Trong bối cảnh này, tài năng trẻ 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến cần được đầu tư mạnh mẽ. Cựu vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền cũng đã giã từ sự nghiệp để chuyển sang công tác huấn luyện. Cựu nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Lê Tú Trinh cũng chưa thể quay lại đường chạy vì chấn thương. Điền Kinh Việt Nam đang đối diện với khủng hoảng lực lượng và khan hiếm tài năng kế thừa. Nhiều trụ cột đang chững lại và thiếu sự thay thế cho họ. Điền Kinh Việt Nam từng thống trị 3 kỳ SEA Games liên tiếp nhưng đã bị Thái Lan vượt qua ở SEA Games 32 và không giành huy chương ở ASEAN 19. Cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào tài năng trẻ để khắc phục tình trạng này.